Những người yêu thích trẻ thời trang trẻ em ở tại Việt Nam chắc chắn là sẽ không còn lạ lẫm gì với cái tên Hà Thiên Trang. Hoạt động mẫu nhí từ khi còn rất nhỏ tuổi, đến nay thì cô bé đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trước ống kính, máy ảnh và trên sàn catwalk. Và một tin vui mới đây là cô bé 7 tuổi này đã lọt vào top 10 mẫu nhí ấn tượng do một tờ báo Mỹ bình chọn. Đây là những hình ảnh của Hà Thiên Trang trên trang web topcoons.com của Mỹ. Cô bé đứng vị trí thứ 9 trong top 10 mẫu nhí Cool Star Kids. Danh sách này còn có các mẫu nhí nổi tiếng như Evelina Voneschenskaya của Nga hay Lauren Lan của Hàn Quốc. Hà Thiên Trang không phải là cái tên xa lạ trong làng mẫu nhí Việt Nam. Sở hữu ngoại hình đáng yêu, ưa nhìn và nụ cười tươi, cô bé là gương mặt mẫu nhí nhận được rất nhiều sự yêu mến khi tham gia các chương trình biểu diễn thời trang nghệ thuật. Thực ra là gia đình không hướng, có nghĩa là khi mà con tham gia từ các cái chương trình như là múa hát, múa, nhảy múa thì cũng có các cái chương trình diễn mẫu thì các cô có gọi theo để đi diễn. Thế sau đấy thì cũng có chụp thực hiện một vài bộ ảnh, xong rồi gia đình cũng có gửi đi thi các chương trình mẫu nhỏ của Việt Nam như là Ngôi Sao Nhí hay là Sao Nhí VN thì tình cờ cháu được đoạt giải. Vừa biểu diễn tại các sân khấu thời trang trên khắp cả nước, vừa đóng phim, đóng quảng cáo, có thể thấy tần suất công việc của cô bé này cũng khá dày đặc, không kém gì công việc của một người lớn. Và điều này cũng đã tạo ra áp lực đối với cô bé 7 tuổi. Con đi diễn là phải mặc đồ nhiều với cả đóng với cảnh trời mưa mà gió rất lạnh mà chỗ đấy rất âm u. Tại Việt Nam, số lượng mẫu nhí không nhiều, những em bé được thông qua trường lớp hay đào tạo bài bản lại càng ít. Chính vì vậy, mỗi khi phát hiện được một gương mặt tiềm năng, các nhà sản xuất, công ty quảng cáo và các nhãn hàng thời trang luôn dành nhiều ưu ái và không tiếc lời khen tặng. Có vui mừng ấy, thì cũng có nhiều người biết đến, nhưng mà thật ra bên cạnh đấy thì mình cũng lo hơn ví dụ như là đi diễn gặp được các mẹ ở câu lạc bộ như này thì mọi người sẽ kiểu cũng không tiếc lời khen con đâu. Thật ra thì với trẻ con mình rất là sợ lời khen cho con, mình thì là mình muốn là con thì sẽ nhận được lời động viên thôi. Mới 7 tuổi, tương lai của Thiên Trang vẫn rộng mở phía trước, và tương lai đó phụ thuộc nhiều vào cách giáo dục và định hướng của gia đình cũng như cộng đồng.